rất vui được gặp các bạn ở video lần này. Và hôm nay chúng ta cùng khám phá bộ tộc dùng thần điều để săn thú. Đại bàng được coi là chúa tể bầu trời với dài cánh lên tới hơn 2 mét và trọng lượng 6-7 kg. Phía tây của Mông Cổ có tộc người Kazakh là con cháu của người Mông Cổ, có tài thuần hóa loài đại bàng khổng lồ mà họ gọi là thần điều. Từ thế kỷ 15, tộc người này đã sáng tạo ra cách kiếm sống rất độc đáo, đó là thuần hóa các chú đại bàng vàng để săn bắt thay con người. Đại bàng vàng là loài chim dũng mãnh, được coi là chúa tể bầu trời với dài cánh lên tới hơn 2 mét và trọng lượng khi trưởng thành khoảng 6-7 kg. Người ta thường chọn các chú chim cái để thuần hóa vì chúng có độ dẻo dai hơn chim đực. Đại bàng vàng có tầm nhìn xa gấp 8 lần con người. Vậy nên, khi đã phát hiện ra con mồi, thì con mồi đó khó có thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Trong môi trường tự nhiên, đại bàng vàng có thể sống tới 50 năm. Tuy nhiên, con người chỉ sử dụng chúng 10-13 năm rồi thả chúng về tự nhiên. Việc thuần hóa đại bàng là một quá trình cực kỳ vất vả, đòi hỏi con người phải kiên trì, nhẫn nại, khéo léo mới có thể thành công. Khi bắt được một chú đại bàng, việc đầu tiên của người thuần hóa là dùng một miếng da hoặc một miếng rẻ tối che mắt chú chim lại để chúng không quan sát được. Sau đó, sẽ cho chúng đứng trên một cành cây, khúc gỗ hay dây thép. Người ta không cho chúng ăn gì trong nhiều ngày, cho đến khi chú chim kiệt sức vì đói và rơi xuống đất. Người huấn luyện chỉ tiếp sức cho chúng bằng nước trà hoặc nước lọc. Thời gian chú chim phải nhịn đói ít nhất nửa tháng. Sau thời gian thử thách, đại bàng sẽ được chủ nhân thưởng cho những miếng thịt tươi. Tuy nhiên, việc cho các chú chim ăn trong thời điểm này cũng cần phải tính toán, theo dõi kỹ lưỡng. Họ đặt những miếng thịt tươi lên vai mình và để cho con vật tự tiến lại gần thưởng thức. Mỗi ngày lượng thức ăn được tăng lên một chút. Họ không cho chúng được ăn thỏa sức. Vì thế, khi nhìn thấy thịt chúng trở lên cuống quýt, thèm khát. Không chỉ huấn luyện để các chú chim có phản xạ thèm thịt mãnh liệt, người ta còn huấn luyện chúng phân biệt thịt dê, cừu, những vật nuôi trong nhà với các con thú khác. Đại bàng chỉ được phép tấn công các con thú hoang dã mà không được phép đụng tới vật nuôi của làng và trẻ em. Mỗi khi tổ chức đi săn, những người đàn ông trong làng mang theo vũ khí của mình là những con đại bàng. Khi nhìn thấy con mồi, người huấn luyện sẽ thả đại bàng. Với ánh mắt tinh nhanh, cú lao thần tốc, con chim sẽ tấn công vào xương sống của con vật. Khó có con mồi nào thoát khỏi bộ móng vuốt sắc tựa dao của loài chim này. Chủ nhân chỉ việc ngồi một chỗ đợi thợ săn mang sản phẩm về. Chỉ cần một chú đại bàng làm việc, mỗi gia đình có thể sống dư dả. Hiện nay, duy nhất bộ tộc Kazakh còn duy trì, bảo tồn được truyền thống thuần hóa đại bàng để săn thú. Bảo tàng lâu đời nhất thế giới thuộc về người Babylon. Không chỉ con người ngày nay mới quan tâm đến các di vật lịch sử và thiết lập nên các bảo tàng. Cách đây 2.500 năm, người Babylon cũng với tinh thần đó đã xây dựng bảo tàng lịch sử đầu tiên trên thế giới. Sơ xác Le Leonard Vili, 1880 đến 1960, là một trong những nhà khảo cổ học nổi bật nhất giai đoạn đầu thế kỷ 20. Các phương pháp nghiên cứu rất kỹ lưỡng và bài bản của ông đã đặt nền tảng cho ngành khảo cổ học hiện đại và tạo niềm cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học trong tương lai. Sơ Vili nổi tiếng nhất là nhờ những phát hiện đột phá về thành bang cổ đại ở của nền văn minh Lưỡng Hà, tọa lạc ở Iraq ngày nay. Thành cổ ở do vua Nabonidus, người cai trị cuối cùng của đế quốc Tân Babylon, xây dựng vào khoảng năm 500 TCN. Di tích này gồm những lăng mộ lộng lẫy của hoàng tộc Sumer được bảo tồn khéo léo, cùng tác phẩm điêu khắc con bò đồng, oai vệ có niên đại từ năm 2600 TCN nhằm vinh danh Ninhursag, nữ thần đất mẹ của người Sumer cổ đại. Năm 1925, khi đang nghiên cứu một cung điện ở ngoại ô thành cổ Ur, Sơ Willy vô tình gặp được một viên ngọc vô giá khác của lịch sử cổ đại, đó là một viện bảo tàng lâu đời nhất thế giới. Công trình này là minh chứng rõ ràng cho thấy những nền văn minh cổ đại đã rất chú ý đến công cuộc bảo tồn di vật lịch sử và nghiên cứu nguồn gốc nhân loại. Khám phá này hoàn toàn tình cờ và không hề được mong đợi từ trước. Qua nhiều căn phòng thông nhau trong khu di tích cung điện, Sơ Willy và các cộng sự đã tìm ra một số di vật còn lâu đời hơn cả khu di tích đó, thậm chí chúng còn tồn tại trước cả đế quốc Tân Babylon. Những di vật được tìm thấy gồm một mảnh vỡ của bức tượng đá hình người có khắc tên Dũng Nghi, vị vua cai trị đế quốc Sumer trong khoảng năm 2029 đến 1989 TCN. Các tấm bảng đất sét của thành phố Sumer cổ Lhasa có niên đại từ năm 1700 TCN. Những ghi chép đầu tiên của Sơ Willy về khám phá này vốn là một phần của quyển sách của ông Sir Chandis, A Record of Seven Years of Excavation, tiết lộ rằng ban đầu ông rất bối rối trước những phát hiện bất thường này. Chúng ta nên nghĩ thế nào đây?
Ở nơi này có cả nửa tá di vật khác nhau nằm trên mặt lát sàn bằng gạch còn nguyên vẹn từ thế kỷ thứ 6 TCN, nhưng cái mới nhất tồn tại trước mặt lát sàn đến 700 năm, và di vật xưa nhất có thể tồn tại trước cả 1.600 năm. Tuy nhiên, những nghiên cứu tiếp sau đó đã sớm giải được bức màn bí ẩn này. Nghiên cứu đã xác định các di vật trên nằm trong bộ sưu tập khổng lồ của công chúa Enid Andi, được biết tới với danh hiệu Belsaethiainanne, con gái vua Nabonidus. Hầu hết các vật phẩm này do các cận thần của vua Nabonidus khai quật. Họ vốn có nhiệm vụ khảo sát các khu vực cổ đại. Một số di vật khác được cho là do những viên quan của vua Nebuchadnezzar II khai quật trước đó. Công chúa Enid Andi là một người phụ nữ đặc biệt và có tầm ảnh hưởng khá lớn. Bà là nữ đại tư tế của thành Ơ, đồng thời là người điều hành một trường dạy học cho các nữ tư tế. Theo Sawili, những căn phòng nơi tìm thấy cổ vật được xây theo yêu cầu đặc biệt của công chúa Enid Andi, do đó bà chính là người quản lý của bảo tàng cổ nhất thế giới này. Ngày nay nó được gọi là bảo tàng Enid Andinanne. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ liệu thời điểm đó, thường dân có được phép vào bảo tàng này không, nhưng giai cấp quý tộc chắc chắn có thể thỏa thê nhìn ngắm bộ sưu tập độc đáo này. Thời hoàng kim của công chúa Enid Andi bất ngờ chấm dứt vào năm 539 TCN, khi đế quốc Tân Babylon tan rã, sát nhập vào đế quốc Ba Tư, rộng lớn đang trên đà bành trướng dưới nhiều hình thức khác nhau. Những thành tựu văn hóa của công chúa Enid Andi nhanh chóng chìm vào bóng tối, bảo tàng của bà cũng bị chôn vùi dưới cát bụi thời gian. Tuy vậy, chúng ta phải cảm ơn những nỗ lực của Sawili, cũng nhiều nhà khảo cổ học và nhà nhân loại học khác đã cống hiến các khám phá, mà nhờ đó người ta mới biết người Tân Babylon là một dân tộc tiến bộ, ham học hỏi. Đó là những người yêu mến nguồn gốc dân tộc cũng như lịch sử lâu dài của mình. Đó là nơi có một viện bảo tàng lâu đời nhất thế giới, do một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Một nền văn minh tiến bộ bị thất lạc trong thời gian dài. Trên cao nguyên Maca Hoshi có, ở Peru vô số tảng đá to lớn kỳ lạ đứng sừng sững. Một số nhà khoa học cho rằng, chúng đã được những người thuộc nền văn minh tiên tiến chưa biết chạm khắc cách đây, hàng ngàn năm. Tàn tích Maca Hoshi là, quần thể đá granite nằm trên cao nguyên của dãy núi Andes ở Peru. Cao nguyên Maca Hoshi cách thủ đô Lima của Peru 80 km về phía đông bắc, ở độ cao 4.000 m, nơi giá buốt khô cằn và hầu như không có gì sống được giữa những tảng đá khổng lồ. Các tác phẩm điêu khắc cự đại ở Maca Hoshi được tiến sĩ Daniel Luzo khám phá năm 1952. Đây được xem là phát hiện trọng đại. Những tảng đá khổng lồ này gây chú ý vì hình dạng kỳ lạ và sự hình thành độc đáo của mình bên cạnh dãy núi Andes. Một số giả thuyết được đưa ra để cố gắng giải thích sự hình thành của những tượng đá. Đối với một số học giả và nhà thám hiểm, những bức tượng khổng lồ này được chạm khắc trong quá khứ xa xôi. Nó thuộc về một nền văn minh đã chưa từng được biết đến trên dãy núi Andes. Nhưng những người khác lại cho rằng đó chỉ là thành quả của mẹ thiên nhiên. Sự tương đồng với động vật, con người và các hình dạng khác trong tự nhiên của những tảng đá là kết quả của hiện tượng pareidolia ảo giác khuôn mặt. Hiện tại các cự thạch Maca Hoshi vẫn là một câu đố chưa có lời giải đáp. Vì vậy công trình được cho có niên đại khoảng 10.000 năm tuổi đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các học giả cũng như thu hút nhiều người đến khám phá. Đối với nhiều người, vị trí của tàn tích cổ xưa này đánh dấu một trong những địa điểm thần bí, có vai trò quan trọng và nổi bật nhất ở Peru. Đây có lẽ là nơi điển hình nhất từng được mô tả như một khu rừng đá ở giữa cao nguyên Andean. Tuy nhiên, những viên đá có hình thù kỳ dị được hình thành không giống với bất kỳ một mảng địa chất nào trên hành tinh này. Nói cách khác, với các hình khối gây nên sự tò mò được thiên nhiên hoặc bàn tay con người tạo ra, Maca Hoshi là nơi có vô số tảng đá như được chạm khắc và điêu khắc ở vùng núi Andean. Khi quan sát chúng từ một điểm hoặc một hướng cụ thể, trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, chúng ta có thể nhìn thấy những hình thù đặc biệt của thư viện đá khổng lồ này. Khi nhìn nhận Maca Hoshi, hầu hết các học giả và các nhà nghiên cứu có nhiều quan điểm khác nhau. Đối với một số người, chúng chỉ là những tảng đá mang hình dạng đặc biệt, chúng tương tự như các cấu trúc đá nổi tiếng khác trên thế giới. Nhưng với số khác, họ tin rằng Maca Hoshi chính là bằng chứng của một nền văn minh tân tiến đã từng tồn tại ở Nam Mỹ, trước cả khi nó lịch sử được ghi chép. Tiến sĩ Luzo cho rằng các tạo tác đá của Maca Hoshi do một nền văn minh cổ đại cực kỳ tiên tiến điêu khắc, nên thời gian qua đã có nhiều người đi đến đây để xem xét những tàn tích, và họ hoàn toàn đồng ý với Luzo. Phải chăng lý do là vì tại đây có rất nhiều loại đá mang hình dạng tương tự, như động vật, con người, biểu tượng tôn giáo và nhiều hình dạng khác?
khi ông Rousseau tiếp tục khảo sát Ma Akurusi, ông đã phát triển một lý thuyết trong quá khứ xa xôi, có một nền văn minh tiên tiến chưa từng được biết đến đã từng tồn tại trong khu vực này, và ông gọi đó là nền văn minh Maasma. Nền văn minh Maasma được cho là của những người bảo vệ tôn giáo phiếm thần, quan niệm rằng tất cả mọi thứ đều thuộc về một thượng đế bao trùm tất cả, hoặc rằng vũ trụ hay thiên nhiên và thượng đế là các khái niệm tương đương. Lúc đó họ đã kết nối nguồn gốc của mình với tất cả các nền văn minh cổ đại khác trên thế giới. Thời gian đó, ông Nuzo tiếp tục cuộc nghiên cứu và viết lại tất cả khám phá của mình trong cuốn sách Makahoshi The Story of a Fantastic Discovery, tạm dịch Makahoshi câu chuyện về một khám phá tuyệt vời, được xuất bản vào năm 1974. Nuzo tin chắc rằng những tàn tích cổ xưa mang trong mình một thông điệp được mã hóa và đang chờ chúng ta khám phá. Mặc dù ý định của ông là giải mã ý nghĩa và thông điệp của các cự thạch, nhưng ông cho biết rằng mình chỉ có thể chụp ảnh và nghiên cứu khoảng 10% di tích Makahoshi. Những kiệt tác điêu khắc hùng vĩ này đã cho thấy sự bất lực của con người trong việc giải thích nguồn gốc và sự hình thành của chúng. Mặc dù ý định của ông là giải mã ý nghĩa và thông điệp của các cự thạch, nhưng ông cho biết rằng mình chỉ có thể chụp ảnh và nghiên cứu khoảng 10% di tích Makahoshi. Những kiệt tác điêu khắc nguyên khối hùng vĩ này đã cho thấy sự bất lực của con người trong việc giải thích nguồn gốc và sự hình thành của chúng. Tùy vào góc độ và điều kiện ánh sáng trong ngày mà bạn sẽ nhìn các khối đá mang rất nhiều hình ảnh khác nhau. Đó là khuôn mặt của người da trắng, da đen, người Do Thái hay các động vật như sư tử, bò, voi, lạc đà. Tất cả đều là những động vật không bao giờ sống tại châu Mỹ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!